Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 4 trên 5 của bài 11 Phần này chúng ta sẽ ôn lại cái bản từ trước khi chúng ta vào phần đàm thoại và các cái bài đọc thêm Chúng ta cùng theo dõi nào Thứ nhất chúng ta có từ C C âm hán Việt là Hệ à, âm việt là hệ ví dụ thái dẫn si là thái dương hệ hay là hệ lụy thì nó sẽ dùng từ hệ này âm ấn việt hệ này và cái nghĩa của nó là khoa như vậy là ví dụ như khoa trung văn nói là trung quẩn si khoa anh văn nói là diên quẩn si khoa tiếng nhật chẳng hạn thì nó sẽ gọi là rư quẩn si và ví dụ như chủ nhiệm khoa là si trù ren tôi là sinh viên của khoa này 我是这个系的大学生 si Trù Rên, chủ nhiệm khoa. Quảng Lào Sư, Sư si Trù Rên. Thầy Vương là chủ nhiệm khoa. nó ta có từ si Kế tiếp ta có từ Trù Rên mới nhắc đến. Đó là chủ nhiệm. si Trù Rên là chủ nhiệm khoa, có nghĩa là trưởng khoa. À, ví dụ hôm nay trưởng khoa có đến không? Chín Thiên, Rên lại mà. Chín Thiên, Rên dù là thấp bố lại. Hôm nay chủ nhiệm khoa có việc rồi, ông ấy không đến. si Trù Rên hành mạng. À, chủ nhiệm khoa rất là bận. Rồi Kế tiếp nữa ta có từ thứ ba đó là từ sủng Sủng à, có nghĩa là từ Âm hóa Việt là tòng Tòng hoặc là tùng ừ. Và cái nghĩa là từ nó có thể dùng cho không gian và thời gian đều được à, Ví dụ dùng cho không gian nhé Từ nhà tôi đến trường Sủng to xe Đi bộ mất 20 phút lưu giao 20 Từ nhà tôi đến công ty à, Lái xe mất 10 phút sống Hòa Gia đạo công ty, lái <laughs> xe 10 phút, lái xe 10 phút, lái xe mất 10 phút. Đó là về không gian, về thời gian thì chúng ta có ví dụ sau đây. sống hiện tại xin niên, từ nay đến Tết, sống hiện tại to xin niên, hãy còn một tháng còn một có một tháng và người ta thường nói là hãy giờ một, một tháng thời gian. À, hoặc là ví dụ từ nay cho đến uh, sinh nhật của bố tôi là còn 10 ngày nữa súng sen dài to của ba bà tôi sân hãy dù sữa thiên hãy dù sữa thiên từ thứ tư ta có từ tầng tầng là chờ ông bán việc là đẳng à, xin chờ cho một chút chiến tầng dĩ xe chiến tầng dĩ xe cũng được mà à, uh, chiến tầng y tận cũng được hoặc là cách nói khác nữa là chiến tần tầng tân tầng tầng động từ lặp lại thì cái từ được lặp lại phía sau là khinh thanh nên đầu là chiến tần tân. Còn nếu đọc là tẩn tần như hai thanh ba thì lúc đó nó sẽ có nghĩa là vân vân. Ví dụ nhà tôi có sách tiếng Anh, sách tiếng Pháp, sách tiếng Trung Quốc vân vân. và cha dù Yên gì phải gì hai gì tận Nếu đọc là tẩn tần thì có nghĩa là vân vân. Còn tần tân thì là chờ một chút. À, từ tần này có rất nhiều cái cách dùng nữa thì mấy mốt chúng ta sẽ gặp sau. Cái tiếp ta có từ thứ năm là yia xe vẫn nhắc lại tức là chúng ta có thể bỏ cái chữ R, cái chữ ở phía đằng sau là đọc là xe được rồi chuyển thành xe xin chờ cho một chút xin chào xe xin vui lòng giới thiệu một chút. Cái tiếp ta có từ trào trào có nghĩa là tìm tìm kiếm tìm hoặc là tìm kiếm ví dụ xin hỏi anh tìm ai vậy sĩ quên nín trào sĩ à anh cần tìm ai lý giáo trào sĩ à quả trào si chủ rên tôi tìm chủ nhiệm khoa quả trào quản lao sư quả giáo trào quản lao sư tôi muốn tìm thầy vương ní trào tha dù sao mất trào tha dù sao anh tìm ông ấy có việc gì rồi vậy thôi ngoài ra cũng có thể dùng ví dụ như trào cung chùa tìm việc À, bạn có thích công việc hiện tại không Nếu bạn thích, bạn có tìm công việc công công Tôi đang tìm công việc mới Tìm việc Trào rễn là tìm người vậy thôi Và lưu ý à, Từ trào này còn có một nghĩa khác là thối Ví dụ như là mình đi mua đồ Thối tiền lại là trào chiền à, Trào chiền Ví dụ thối cho anh 10 đồng à, Trào đi sử khoai Trào đi sử khoai chiền Kế tiếp ta có từ thứ bảy là từ da da này nó chỉ nằm ở cuối câu và nó chỉ đệm vào đấy vậy à gì đó anh tìm ai vậy nín trào sĩ à? à không có da thì thôi cũng không sao cả nín trào sĩ à quả à, trào lính lao sư tôi tìm thầy lâm và có đôi khi nó cũng được dùng ở những cái chỗ khác ví dụ họ uh, dỗ dồn à tà xỉu à và tối xỉu hoan thì Gia đúng đó nó nằm ở cuối những cái từ để mà liệt kê á cái tiếp ta có từ thứ tám là thủng xẻ thủng xẻ là bạn học của mấy sư thủng xẻ chúng tôi là bạn học anh ấy là bạn học của tôi tha sư của thủng xẻ sư của thủng xẻ anh ấy là bạn học của tôi thủng là đồng đồng học á và thường đến cái từ thủ xẻ này thì mình hay mở rộng ví dụ như là thủng sư thủng sư là đồng nghiệp người làm chung với mình sư là việc á thủng sư rồi thủng là đồng bào nè rồi thủng xiang là đồng hương rồi thủng xỉn là đồng hành từ xiển trong chữ xiển sớ ta có từ thứ chín là từ kênh thì thường là a kênh b xong rồi làm một cái việc gì đó thì về cơ bản ngay chỗ này chúng ta có thể đổi thành từ hở được à, hở được. qua kênh dĩ cơ vô suy hơ cà phê tôi cùng với một người bạn đi uống cà phê tức là tôi đi uống cà phê với một người bạn. của chiến ngày mai tôi cùng với bố đi bắc kinh. qua kênh dĩ cơ lầu thủng xẻ Chophaji uh, Tôi cùng một người bạn cũ ngồi máy bay đi Hà Nội cáii cơầuu là thủ cho suy hở này b rồi làm cái gì đó Cơ bản chúng ta có đổi th có thể đổi thành hở cũng được không sao cả kênh làm việc là cân hoặc là ngân thì cũng không thấy còn dùng ở trong tiếng Việt của mình nữa Cái tiếp thứ 10 ta có từ yị y chỉ là cùng nhau với nhau, cách dùng đầu tiên chúng ta tiếp cận ở trong bài này thì nó đứng trước các cái động từ như vậy là y chỉ sư phan cùng nhau ăn cơm chín thiên của mình y sư phan ba họ của mình y chỉ tảo hoàng xỉu ba à, chúng ta đi chơi tennis với nhau đi rồi y chỉ dỗ dồn y chỉ suy quản cùng nhau đi chơi cùng nhau đi bơi lội à, “yì y chỉ y lại là cùng nhau đến của mình y chỉ ba chúng ta cùng đi nhé À, dí chỉ âm ứng việc là nhất khởi cái tiếp ta có từ thứ 11 là hoa tràn, hoa là chữ họa, họa đây là bức tranh, là tranh, và tràn là triển, như vậy hoa tràn là triển làm tranh, ta nhớ đó là danh từ. Hôm nay có triển làm tranh, chiến thiên dù có hoa tràn, dù ý cơ hoa tràn, nì suy khăn mà, à, tôi bút xỉu hoan, suy hoa tràn, xin lỗi tôi không thích, đi xem triển làm tranh. Và hoa đó không là động từ vẽ, và hoa không cũng là danh từ tranh, như vậy hoa hoa là vẽ tranh nhiều hoa hoa mà bạn biết vẽ tranh không? hoa bố hoa hoa, tôi không biết vẽ tranh và hoa sứ từ sứ nằm trong lào sứ, hoa sứ là họa sĩ, họa gia tức là họa sĩ. còn từ tràn là từ triển thì mấy mốt chúng ta sẽ gặp nhiều trển làn là huê là hội chợ triển lãm, tràn xéo huê là hội chợ triển lãm và bán hàng thì mấy mốt chúng ta sẽ gặp ở những cái bài kế tiếp nữa và nhắc thêm là một bức tranh là y trang hoa hôm nay tôi mua một bức tranh chiên thăn của chuyên mày y trang hoa à, y trang hoa kế tiếp ta có từ khôn khôn rằng sau có từ ở đó chúng ta cuốn lưỡi vào khôn à, có nghĩa là rảnh chi thăn đi dầu khôn mà hôm nay bạn có rảnh không sáng ngủ mỹ dầu khôn sau ngủ ở dầu khôn buổi sáng không có rảnh buổi chiều thì có rảnh dầu khôn mỹ dầu khôn như vậy dầu khôn tức là dầu gen gian mỹ dầu khôn tức là mỹ dầu thời gian không có thời gian cái tiếp ta có từ thứ 13 là từ cha, từ này rất nhiều người cái nghĩa. À, hôm trước chúng ta sẽ tiếp cận nó với cái nghĩa thứ nhất nè, cha là nhà, nì cha dỗ chị cơ rỉnh, nhà bạn có mấy người vậy, của cha dỗ vụ cơ rỉnh, ba bà, ma mà, cơ cơ bố mẹ anh chị và tôi. Rồi, nì cha nó còn nhà bạn, gia đình bạn, của cha dụ san cơ rỉnh, ba bà, ma thì cha đó với nghĩa là nhà hoặc là gia đình. Và chúng ta gặp thêm từ cha là một chuyên gia gì đó, ví dụ như hoa cha, thì là họa sĩ à, họa sĩ hoa gia là họa sĩ gia là gia nó cũng có nghĩa là chuyên gia rồi từ giá trong phạm vi của bài này nó là lượng từ chỉ cho công ty nhà máy xí nghiệp hay là nhà hàng hay là cửa hàng gì đó ví dụ y gia một cái khách sạn nhà hàng khách sạn y sang tiền một cái cửa hàng cái cửa hàng này rất lớn cho gia sang tiền hình ta chén hình ta sang phía trước có một cái cửa hàng rất lớn Na cha cung sư hình ta Cái công ty đó rất lớn Kế tiếp chúng ta có từ thứ 14 là cung sẵn sư Cung sẵn sư là công trình sư tức là kỹ sư Cung sẵn là công trình Kỹ sư ngành nào cũng có thể gọi là cung sẵn sư được Của ba bà sư cung sẵn sư Tha chai chen trụ cung sư cung do Bố tôi là kỹ sư làm việc ở công ty kiến trúc và từ cung nó là từ công như vậy là ghép vào cung rỉnh thì là công nhân thì uh, uh, cậu ấy là công nhân 在一家, uh, 外国公司工作, làm việc ở một công ty nước ngoài. của là công ty nước ngoài ở đâu mới làm gì cho nên là chai rồi cái tiếp ta có từ thứ 15 làchenuâm việc là kiến trúc có nghĩa là của lầu chen tru là những kiến trúc cổ xưa vừa rồi ta có gặp á rồi chen cũng là xây dựng chen tru to tức là xây dựng đường xá khai y cha chen công xưa mở một cái công ty công ty kiến trúc cái tiếp ta có từ thứ 16 là công xứ là công ty vừa rồi mình có này nhé dù sen cung xứ. tức là công ty trách nhiệm hữu hạn công ty trách nhiệm hữu hạn thái dương thì thay dạng dù sen cung xưa công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thái Dương thì thay dạng mau di dù sen cung sư cung sư là công ty công ty nước ngoài là quay của cung sư công ty Trung Quốc là Trung Quốc cung sư công ty Nhật là rất bằng cung sư cứ y vậy chúng ta ghép vào thôi tôi làm việc ở công ty thì của trai cung sư cung do tôi làm việc ở một công ty Nhật của trai y cơ hoặc là y cha cung sư cung do ta có từ thứ 17 là cung do là làm việc sẽ có hai nghĩa nghĩa thứ nhất là công việc nghĩa thứ hai là làm việc đi cung cho mảng mà công việc bằng bận không có cung cho hành mạng ngày mai bạn có làm việc không miễn thiên này cung cho mà miễn ngủ, cung cho ngày mai tôi không làm việc từ thứ 18 là sơ chi là thiết kế à, động từ thiết kế và danh từ là bản thiết kế nì tơ sơ chi khánh dầu thơ sơ cái bản thiết kế của bạn rất là độc đáo và của sơ chi cho chảo tôi thiết kế một cây cầu của sơ chi chú chiếu tôi thiết kế một cái sân bóng đá thơ sơ là đặc sắc à, quảng sen sơn tờ sơ chi khá nhiều thơ sơ bản thiết kế của ông vương rất là đặc sắc nhớ thơ sơ là danh từ cho nên là à, rất đặc sắc ta nói là dồ thơ sơ hoặc hình dồ thơ sơ và không có đặc sắc gì là mỹ dồ thơ sơ không nói hình thơ sơ pu thơ sơ pu à, thơ sơ không nói về được cái tiếp chơi chín là gần đây đang chỉ về mặt thời gian ví dụ gần đây tôi rất bận chơi chín của hình mạng à, chơi chín của, 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 của trào cái xin cũng À, gần đây tôi tìm một cái công việc mới Trên chiên của papa sinh thì bố hậu gần đây sức khỏe của bố tôi không tốt số là lượng từ cho uh, những cái tòa nhà cao núi hoặc là những chiếc cầu lớn những cái cầu nói chung à, uh, dĩ cho chảo của cho chảo tôi thiết kế một cái cầu Trên cho chảo hình ta Cái cầu rất là lớn rồi chén bé nhiều dưới cho xanh phía trước có một ngọn núi là na cho lỗ hình có cái tòa nhà đó rất cao từ thứ 22 là chéo được rồi chéo là cầu và ý cho chéo là cho chéo sơ chí ý cho chéo thiết kế một cái cầu Mới uh, mốt chúng ta sẽ học ví dụ như ly treo chéo tức là cầu vượt ly treo là lập giao ly treo chéo cầu vượt từ thứ 23 là có tan sư tan sư là nhưng về cơ bản cũng giống như khờ sư thôi nhưng mà uh, có vẻ là thiên về văn viết hơn viết nói đều được còn khờ sư thấy chữ quý là dùng trong văn nói hán xì hoan suy Trung củakhởi Mỹ dù sử hán sàn suy tôi rất thích đi du lịch rất muốn đi du lịchờứ của Mỹ giờ sẽ nhưng mà tôi không có tiền kế tiếp là có dầu xe dầu xe tức là dầu y xe có một số hoặc là có những dầu xe rểnh xì hoan d dầu xe rểnh vô xì hoan có một số người thích tôi và một số người không thích tôi dù xe ta nói tắt đi rồi hoặc là tâm chúng ta cũng có thể dùng là trơ xe Trơ xe rỉnh, na xe rỉnh, trơ xe xú Những quyển sách này, na xe xú Những quyển sách kia Rồi nhớ đằng sau xe thì không có lượng từ Trơ xe, xe rỉnh không có nói trơ xe cơ rỉnh Trơ xe xú không có nói là trơ xe bình xú 18 là quên thị sẽ có hai nghĩa Một là vấn đề Trước có quên thị hành ta Cái vấn đề này rất là lớn Chỗ thêm từ quên thị Wow, mấy trẻ trẻ Vấn đề ngày hôm qua tôi chưa giải quyết rồi còn quên thị cũng là câu hỏi lào sư quên hòa dĩ có của cái quên thị tổng cộng là 5 câu hỏi Trước cơ quên thị hình ảnh hủy tả Câu hỏi này rất khó trả lời Mười tám là ta duyên là nhận lời Chấp nhận cái lời đề nghị của ai Quản lão sư ta yên băng tru họ Thầy vương nhận lời giúp tôi Xí trụ rên ta yên băng tru trang xin à, Chủ nhiệm khoa nhận lời giúp cho trương tân Mười chín ta có từ băng tru à, Với nghĩa là động từ thì giống như từ băng thôi Ví dụ như là miễn thiên Xeo trang lại băng họ Hay là miễn thiên xeo trang lại băng ru họ Thì như nhau còn băng Ru có nghĩa khác nữa là danh từ là sự giúp đỡ. Uh, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. cc nín tờ Pan Ru. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Xie ta Không nói xie xie ta cha tờ băng Vì băng đó là động từ nên không dùng theo hình thức đó được. 20 là chìa chẻ là giải quyết chìa chẻ chìa chẻ quân thị giải quyết vấn đề vấn đề này tôi đã giải quyết xong rồi trước cái quân thị của ý chiến là chỗ thiên của chiến là cái vấn đề của ngày hôm qua là tôi đã giải quyết xong rồi đi tơ sư hình rủng với trẻ trẻ cái việc của bạn rất dễ giải quyết trẻ ngày đó chúng ta ghép với tiên là trẻ tiên nằm trong từ dĩ tiên trẻ tiên của trẻ tiên miễn suy trung của trẻ trung tiên trung trung tôi quyết định năm sau sẽ đi trung quốc học và tiếng trung quốc học trung văn đến đây xin kết thúc phần phần 4 trên năm của bài 11 một xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi hẹn mọi người gặp ở video tiếp kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đoạn đàm thoại và cái bài đọc thêm à, xin chào mọi người.